Tại vì lúc đó là chùm show Sài Gòn. Sao thì con thấy anh này có thẳng không ta? Con rất là ghét mấy người đi trễ. Gặp ảnh đi trễ. Cho nên là trời sao đi show làm việc không nghiêm túc mà đi trễ. Cái là con ghim trong lòng rồi. Không ưa. Dạ không ưa. Em về nhà đếm tiền cho anh nha. Ủa là sao trời? Cha nội này vẫn vô duyên. Giỡn gì mới gặp có hai ba lần biết người ta có bộ hay chưa mà tự nhiên kêu về nhà đếm tiền. Tay đưa tay đây anh nhắc lên cho. Trời đất ơi, bữa nay sao thẳng rồi hả? Nó thẳng trong bụng. Tối chăm con thì con cũng dạy con cho em bé bú này kia, còn vợ con thì ngủ. Xong rồi con kêu vợ ơi, dạy con khóc nè. Ôi mệt lắm rồi, anh làm đi, tới sáng em chăm, xong sáng con vẫn chăm, vợ con vẫn ngủ. Có ai nói hai người có hai cái gương mặt nó giống hệt nhau không? Dạ, tụi con là gặp 10 người là gần như 10 người đều nói. Đúng rồi, bữa nay là có 12 người rồi đó. Đó, mặt phu thê đó, rất là phu thê luôn. Thôi giờ giới thiệu về mình đi nè. Dạ, lời đầu tiên thì con chào cô Hồng Vân, chào chú Thượng cũng như là toàn bộ ekip của chương trình Vợ Chồng Son. Con là Nguyễn Hữu Văn, hiện tại con đang làm kinh doanh cũng như là ca sĩ tự do. Con sinh năm 99, hiện tại là 25 tuổi. 25 tuổi, và vợ, vợ tên Võ đúng không? Văn Võ. Dạ, con chào cô Hồng Vân và cũng như là chào chú Thượng. Con tên là Lê Ngọc Châu, hiện tại thì con năm nay 24 tuổi. Con cũng đang là ca sĩ tự do và đang kinh doanh trà sữa. Thôi giờ trước khi chúng ta tiếp tục câu chuyện thì chú đề nghị hai vợ chồng hát tặng cô Vân với chú Thuận với khán giả. Khán giả của Vợ Chồng Son một bài hát song ca. Đúng rồi. Tụi con thường đi hát tiệc cưới nhiều cho nên là chắc sẽ gửi cho cô chú cũng như là khán giả một ca khúc là nói về tình yêu đi ạ. Ok, rồi. Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt em đã trao nụ cười. Cái nhẹ nhàng anh nói mình cần tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc nào. Nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thức, anh muốn ta là của nhau. Từ nay em không còn khóc, không có nước mắt đem về một mình đơn côi. Bây giờ bên em đã có anh sớt chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước, cho dù năm tháng phai nhòa, tình ta vẫn sẽ vượt qua sóng gió cuộc đời. Mãi mãi ta là của nhau. Hay quá. Rồi bây giờ lên đây là không cần phải nói là mãi mãi ta là của nhau. Rồi sao nè, cơ duyên nào mà hai vợ chồng gặp nhau nè, Văn với Châu? Cơ duyên cho hai vợ chồng con gặp nhau là nhờ đi hát năm 2022. Thì hôm đó là tụi con được book chung một show thì con có gặp anh này. Trước khi con gặp ảnh á là con cũng đã thấy hình của ảnh ở trên Facebook rất là nhiều. Tại vì lúc đó là chùm show Sài Gòn. Sau thì con thấy anh này có thẳng không ta? Tại vì nhìn cái hình poster nhìn nó gọi là photoshop quá nhiều quá. Photoshop quá. Đúng rồi, chứ không phải mặc lè lẹt hả? Dạ không, con lúc đó con mặc vest cái áo thun trắng ở trong thôi, nhưng mà kiểu họ photoshop sao cái mặt con giống như nữ vậy. Giống như tiết phấn vậy. Dạ đúng rồi, vậy trắng bạch luôn á. Cho nên nghi ngờ giới tính. Dạ đúng rồi. Rồi sao nè? Rồi sau đó thì gặp ảnh thì con rất là ghét mấy người đi trễ. Gặp ảnh đi trễ. Cho nên là trời sao đi show làm việc không nghiêm túc mà đi trễ. Cái là con ghim trong lòng rồi. Không ưa. Dạ không ưa. Còn Văn thì sao? Lần đầu tiên con làm show chung với vợ con thì vợ con thời điểm đó tẩy tóc, cho nên là tóc của vợ con nó vàng mà nó kiểu nó hơi, nhìn mình coi nó hơi dơ một tí, nó hơi ăn chơi một tí. Vậy cũng không phải gu luôn. Dạ không phải gu. Và thời điểm đó là kiểu nói đi show gì mà không có nghiêm túc, không có chỉnh trang gì hết, đầu tóc thì vàng khè rồi này kia kia nọ. Cả hai đều không có ấn tượng tốt về nhau. Gọi vậy sao đến được với nhau? Sau cái bữa tiệc, cái show ngày hôm đó là ảnh xin Facebook con. Ủa sao kỳ vậy Văn? Ấn tượng đầu tiên thì nó không tốt. Nhưng mà kiểu trong cái lúc làm show thì kiểu bạn này nhìn cũng nói chuyện cũng dễ thương cũng... Có hết hồn giọng hát luôn. Dạ có, đó. Có Facebook rồi chắc có lẽ là nhắn tin như là dạ, đúng không? Con có Facebook của vợ con thì em đó là con không nhắn tin một câu nào hết. Cũng không bút cuộc show nào luôn. Trời ơi, con là chót nửa đầu môi vậy đó hả con? Tại vì kiểu con không biết, nhưng mà con nghĩ là con cái thời điểm đó là kiểu xỉn quá, mình mệt trong người quá. Với lại bữa đó là một cái bữa tiệc của gia đình đó, cho nên là con uống hơi nhiều. Rồi con có quế quê không? Dạ không, con thấy cũng bình thường. Tại vì con cũng không để ý ông lắm, ai xin Facebook con cho à. Rồi, dạ. Rồi sau đó hai đứa tiến triển sao nè? Thì hai tháng sau tụi con mới gặp lại. Ảnh là ảnh cứ xem story Facebook con, xong rồi ảnh cứ like dạo vậy đó. Nó nói, trời cha nội này rảnh hay gì, cứ tối ngày like. Bút show thì không biết. Bút show là không biết. Con cho chú hỏi, lúc đó là hai đứa là trong tình trạng là chưa có người yêu đúng không? Dạ. Trước cái hôm mà tụi con quen nhau là tụi con có làm việc chung. Thì hôm đó tự nhiên ổng là ổng gặp con mới có một lần. Sau hôm đó ổng kêu là em về nhà đếm tiền cho anh nha. Em nói, ủa là sao trời? Tại vì lúc đó là ảnh mới mở một quán cà phê. Ảnh kêu là em về đếm tiền cho anh nha.
cha nội thì giỡn vô duyên, giỡn gì mới gặp có 2-3 lần biết người ta có bộ hay chưa mà tự nhiên kêu về nhà đính tiền. Một cái câu tỏ tình phách lối nhất trên cái cuộc đời mà mình từng nghe. Tỏ tình phách lối, câu tỏ tình phách lối em về nhà đính tiền. Con làm quán cà phê acoustic về âm nhạc cho nên là nó cũng có một cái lượng khách nhất định. Ở đâu? Dạ ở bên Tân Phú. Bây giờ còn không? Bây giờ thì con chuyển hai mô hình khác rồi. Con gọi là con giỡn thôi, con chỉ giỡn thôi. Sang ngày hôm sau là tụi con làm chung thêm một cái show nữa. Xui khiến tiếng xét ái tình trúng vô cái là cái tình là ở đâu? Nó phải có cái chỗ nào mà xét chứ. Tại vì ai đứa nào không ưa nhau thì bây giờ cái cử chỉ nào, cái hình ảnh nào hay là cái âm thanh nào mà làm cho tụi con bị xét? Ổng quăng cục xét đó cho con trái khét nghẹt luôn. Đâu? Là trên cái sân khấu ngày hôm đó quán cà phê tụi con diễn á, thì cái bục nó khá là cao. Thì tự nhiên bình thường là bỏ con đi lên mình trước mà hôm đó con mặc váy nó cũng hơi vướng víu. Dạ. Rồi. Xong rồi cái tự nhiên đây đưa tay đây anh dắt lên cho. Nó trời đất ơi, bữa nay sao thẳng rồi hả? Nó thẳng trong bụng. Bữa giờ là con vẫn nghĩ ổng là dạ, đúng chị rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Xong rồi cái tự nhiên lên rồi quan tâm mình rồi kéo ghế rồi cho mình ngồi nó thấy ít ra là cũng được, cũng dễ thương. Rồi. Con là lâu quá rồi chưa có ai quan tâm giống vậy á. Cho nên là con thấy thấy cũng được, cũng dễ thương. Cho nên là hẹn mọi người xong cái show ngày hôm đó, rủ mọi người đi chơi, đi coi phim. Mọi người mới kêu là thôi bây giờ đi nhậu đi, coi phim để hôm khác coi. Nhậu thì mọi người kêu là hai đứa có thú phù thê quá. Hay là hai bay thử quen nhau đi. Đó cũng nhậu thì sung máu, đùa giỡn. Hay là mình quen nhau thử nha em. Xong rồi xưng anh em, bạn vợ chồng, em yêu anh yêu rồi trên bàn nhậu. Bây giờ mấy đứa cưới nhau bao lâu rồi? Dạ một năm. Có bé nào chưa? Dạ có một bé rồi. Bé trai gái? Dạ bé trai. Được 5 tháng tuổi. Từ lúc cưới về thì có cái tật xấu nào lòi ra không nè? Dạ có, nhiều lắm. Ảnh có một cái tật, ví dụ cái xào đồ nó ở đây, cái móc treo đồ nó nằm trên cái xào đồ. Ảnh mặc cái áo vest về, ảnh quăng thẳng lên cái xào đồ luôn, không máng qua cái móc. Bừa bộn. Bê bối. Thường xuyên đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà con la, tại sao anh không máng cái áo vào cái móc? Sao có như vậy mà em cứ la anh hoài, em cứ càm ràm hoài. Còn một cái nữa là, ví dụ cái góc phòng của anh ở đây, anh để đồ, anh bừa bộn trên cái góc của anh được, con lại con dọn. Xong rồi con lỡ tay con để cái vật đó sai vị trí, ảnh la con, ủa tại sao em bừa đồ trong cái góc của anh vậy, trong cái bàn làm việc của anh, tại sao em bừa đồ lên trên? Mà ảnh bừa thì được. Độc tài phát xít. Dạ không. Tiếp đi con. Cho con nghe thanh minh. Anh có được quyền biện hộ. Chút nữa nói. Dạ, thì không phải là con độc tài mà là dạng tại vì đôi khi cái món đồ đó con nhớ cái vị trí nó nằm ở đó và con cần gấp thì con sẽ lấy liền. Đúng. Nhưng mà kiểu khi mà vợ con dời cái món nó qua chỗ khác cái con phải đi kiếm, kiểu mình đang cần gấp mà mình phải đi kiếm cái món đồ đó thì mình cũng hơi khó chịu trong người một tí. Mong muốn của con thay đổi điều gì? Mong muốn của con. Nó có ghen không? Dạ ghen hả? Nếu mà ghen thì ghen mấy cái chuyện nó rất là cũ đích cũ mềm á. Là ví dụ giống như là cái chuyện đó nó xảy ra cách đây trong quá khứ của con là tầm 2-3 năm trước rồi. Hồi đó anh dạy đồ ha, vui vẻ quá ha. Hay bươi móc là chuyện đúng, cũ. Dạ đúng rồi, đàn ông mà bươi móc. Trong khi có cái móc lại không chịu treo. Đó. Ông mong muốn điều gì? Ảnh đừng có bày bừa quá nhiều. Bây giờ tới con đó. Vợ con có một cái tính đó là hoàn hảo một cách quá mức. Giống vợ em luôn á. Gọi là rất là cầu toàn trong tất cả mọi chuyện, kể cả đi hát là tập bài phải đoạn đó phải taxi phải tu tiền sao rồi. Kể cả tới chuyện chăm con là anh ơi tả con anh phải mặc bề này không được mặc bề kia. Tại vì cái tả thì nó có miếng chỗ dán chỗ hông á, cho nên là nhiều khi phải tiền là phải đó. Vậy là cháu chắc 4-5 đời gì của Minh Nhí nè. Vợ con ngủ khá là nhiều. Cũng nhiều là cháu tôi nè. Tối chăm con thì con cũng dậy con cho em bé bú này kia. Còn vợ con thì ngủ. Xong rồi con kêu vợ ơi dậy con nó khóc nè. Ôi mệt lắm rồi. Anh làm đi tới sáng em chăm. Xong sáng con vẫn chăm vợ con vẫn ngủ. Con mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ con thì con không muốn vợ con thay đổi. Tại vì đây là người mà con yêu. Tụi con là mới lấy nhau được có một năm. Ngay cái thời điểm này mà tụi con như thế này á, là một cái tín hiệu cực kỳ tích cực. Tại vì con biết thường là cái năm đầu tiên là cái năm mà hai vợ chồng dễ sinh ra những cái chuyện mà nó cãi vã nhau. Trong cái vòng năm nay mà lại có em bé, mà em bé mới có 5 tháng mà tụi con vẫn ngọt ngào say đắm về là tụi con quá hay. Hay. Số chậu của con sẽ nhiều hơn nữa. Chúc cho tiệm trà sữa ngày càng phát triển. Đúng rồi. Công việc của các con ngày càng thăng tiến. Em tên là Đỗ Duy Cường, em được 24 tuổi và đang công tác làm quản lý nhà hàng. Thế còn em? Dạ em tên là Thu Hạnh, hiện giờ em đang làm nhân viên tư vấn bán hàng. Em năm nay 23 tuổi. Hạnh Cường quen nhau trong trường hợp nào? Tụi em có tham gia một cái web dành cho những người độc thân. Hôm đó có buổi offline thì có cái bé này là xinh mập mập cho nên là cũng có để ý một chút. Ủa Cường, anh nói thiệt nha, em cận thị bao nhiêu rồi? 2 độ. 2 độ mà tại sao em nói vợ em mập? Mọi người có đồng ý là cô dâu mập không? Không thì cái lúc đó là 4 năm trước rồi anh không tin đúng không? Có đem theo bằng chứng luôn. Đưa đây cho anh. Đây.
và bằng chứng thường nói vợ mình mập đây. Mập không quý vị? Mập không? Nói chung là cũng mập mập xinh xinh chứ không phải là mập quá. Trời ơi. Dạ. Ông chú này chở gì? Mập điện chút xíu thôi hả? Không phải, dạ. Tại vì Cường nó ốm quá cho nên nó nhìn ai cũng thấy mập. Chắc vậy quá. Đúng không? Chắc vậy quá. Ừ. Nói chung hồi đó thì ảnh còn đẹp hơn bây giờ nữa. Giống mà Hàn Quốc nhảy đẹp. Cái bộ môn nhảy của em là gì? Dạ, nhảy hiện đại thì. Mọi người có muốn xem Cường nhảy không ạ? Ừ. Trời ơi. Rồi mọi người xem chơi vui vẻ. Rồi ra đây nè. Tới khúc cởi áo chưa? Đó, cô vợ nhìn kìa. Đó. Cởi áo chưa? Cởi áo chưa? Quay trở lại với cái tình yêu của em. Là em bắt đầu yêu Cường là ngay từ cái buổi gặp nhau hay là sau đó lớp 12 mới yêu? Dạ thì anh thích thôi. Nói chung lúc đó em cũng còn nhỏ lắm. Thích nó ổng thì cứ tới tóc như đứa trẻ mà thích cái gì vậy? Vậy tạm gọi nó là cái gì? Tình yêu con nít. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì cũng quen được 2 tháng. Tự nhiên đùng cái ổng nói chia tay. Em nhớ hoài cái câu nói luôn. Hai đứa mình là cả hai người ở hai thế giới. Ủa kỳ vậy? Thế giới ảnh thế giới. Ủa gì vậy? Thì sự thật đó là cũng để ý một bạn khác trong lớp. Thì đó, nãy giờ mà không xài là không xài đó nha. Tại sao cùng một lúc vậy mà em lại không chọn vợ em mà chọn bạn kia? Thì thấy cái nào đẹp hơn, mới hơn thì mình thích hơn. Chung là bạn kia có đẹp hơn vợ em không? Thì có đẹp hơn. Lý do đẹp hơn ở chỗ nào? Nhỏ nhắn hơn rồi cao ráo. Thì nó lỡ mơ đúng không? Em mê cái gu. Nói chung là ngoại hình khác. Rồi lý do gì tại sao bây giờ ghen ngược lại vợ em? Sau khoảng 2 năm trời, hôm đó vô tình đang lang thang trên Facebook, có một cái yêu cầu kết bạn. Thấy ổ con bé này quen quá. Lúc mà em nhìn lại là rất là sốc. Tại vì nhỏ nhắn hơn, xinh xắn hơn, hot girl hơn. Đúng rồi, ăn mặc rất là phong cách. Cái nghĩ là con bé này hồi xưa mình quen 17. Con bé ở thế giới bên kia. Đúng chưa? Cái rồi cũng xin kết bạn. Cái rồi có hẹn đi uống cà phê, gặp mặt nói chuyện. Như vậy có nghĩa là em chủ động là kết bạn với bạn này à? Thì lúc đó tự nhiên em thấy cái yêu cầu kết bạn của ông này. Thì vừa yêu cầu xong mình đồng ý á. Xong á thì thấy ổng cháp thì em biết là ổng nội này nè. Giờ thấy người ta lạ chắc là nhào vô tiếp. Thấy ta lạ đây có nghĩa là đẹp, là đẹp, đẹp ra body sexy hơn. Trước đó cũng cỡ nửa năm á là em vẫn như ngày xưa thôi. Nhưng mà em thấy đến cái tuổi mà phải đẹp đẹp chút để còn lấy chồng. em cũng quyết giảm cân. Đơn giản là lý do là muốn cho đẹp để mà còn lấy chồng nữa hay là lý do làm cho đẹp lên để cho anh cha nội này cho quay lại cho mê mình? Không, em không có nghĩ đến cha nội này nữa. Khi gặp lại thì có phải do nguyên nhân là em vẫn còn mê trai đẹp không? Không, lúc đó là chắp chít này nói mấy năm rồi không gặp thì ổng mới hẹn em đi uống cà phê mà em cũng chuẩn bị bộ đồ đẹp để cho chọc tức mà. Nhưng mà đến lúc vừa bước vô trời ơi sao mà hút quá. Mình không còn sửa xói gì nổi. Nói chung là mê trai. Trời ơi chị muốn té luôn. Trời, nói chung là vẫn còn sức hút nên hút ổng luôn. Còn em? Nói chung là được dễ thương, xinh xắn, nhỏ nhắn rồi mặc đồ rất là style, phong cách. Cho nên thích cũng nảy sinh này nọ. Cho hỏi nè, cái tình yêu sau 2 năm và cái tình yêu con nít trước đây có khác biệt nhau? Chắc khác nhiều nha anh. Có một chút hối tiếc hồi xưa là thôi lại bỏ một người như vậy. Vậy là bây giờ là kèo dưới đó phải không? Dạ, đúng rồi. Chồng em á có một cái sức hấp dẫn như vậy, có ngoại hình như vậy. Vậy thì trong công ty của chồng em có nhiều cô cũng thấy ảnh có nhiều lắm. Lúc mà quen lại á, bữa đó ông mới gửi em cái điện thoại. Nói chung con gái mà tò mò thì vô tình Facebook thì ổng chưa có out ra. Vô Facebook cái phần tin nhắn thì thấy con nhỏ đó cũng làm trong khách sạn. Thì thấy là hai người đang tán nhau. Đọc mà tức lắm tại vì mình đã chăm sóc là chỉ biết nổi mà. Em đem cơm cho ăn rồi cái gì em cũng lo á. Mà lừa dối như vậy á, thật sự lúc đó em sốc kinh khủng luôn. Đọc nào là hả, nếu mà Cường chưa có người yêu là chắc Cường quen rồi. Rồi những lúc mà em bận gì em không đem cơm là ảnh nhờ chị kia nấu cho ảnh này. Đó. Rồi cái chị kia chị mới nói Cường có biết là cái người nấu cơm cho ăn là có ý nghĩa gì không? Ông này ông nói ý nghĩa gì Cường tới đâu có biết đâu. Cái nói là ý là một gia đình đó. Nói thiệt lúc đó hả, máu bao nhiêu nó dồn lên não em hết. Em mới gọi em nói đầu còn chói nữa. Rồi em mới nói thôi chia tay đi, thà như vậy á còn tốt hơn, sau này mà còn nhiều chuyện xảy ra em không có chịu nổi. Chị hỏi này, giữa em với cái cô đó có gì xảy ra chưa? Thật tình là lúc đó là chưa có cái gì. Tại vì bọn em có một cái tính là hay làm quá sự việc thôi.
thôi. Cái vấn đề đưa cơm á là do trong cái khách sạn đó không có bao ăn, thì có bếp thì tụi em mua đồ ăn vô nấu chung với nhân viên với nhau đỡ tốn tiền thì thôi. Cho nên là tối đó là em về em giải thích, cũng xin lỗi, năn nỉ xin lỗi rồi hứa từ nay không có bày nữa, rồi cắt đứt liên hệ với lại cái người bên đó luôn rồi này nọ. Cũng may là xìu theo. Dạ. Vậy xìu theo thì mới lấy chứ. Rồi. Sao giờ ngồi đây. Bây giờ là lấy nhau rồi á thì ai là người nắm kinh tế? Dạ. Ai giữ tiền? À, vợ. Mỗi ngày phát ra 50 đi làm. Trời ơi. Như kèm dưới là cũng như là nghi rồi đó. Nhưng mà cái cuộc sống sau hôn nhân á, tụi em thấy là vui vẻ không? Đúng là suôn sẻ. Nhưng mà có một cái vấn đề là vợ em bị hai cái hay lãm nhảm nhiều. Lãm nhảm gì? Chỉ có bà Diên mới lãm nhảm. Ý là có một cái vấn đề cứ nó đi nó lại, nó tới nó luôn, nó mình hiểu rồi, nó hoài đang ngủ mà cũng nói. Vấn đề gì mà kinh hoàng vậy? Ảnh thì có cái tính là rất là hiền, rất là quan tâm bạn bè đồ này kia, cho nên mà nhiều lúc em nói là mình có gia đình rồi, mình lo cho gia đình mình trước. Còn bạn bè thì mình xếp thứ hai đi, cái gì cũng tận tâm với bạn bè, nhiều lúc khiến em cảm thấy bực bội. Chồng em có hào phóng không? Có luôn. Có 50 ngàn mà hào phóng thì bỏ đó, ta muốn hỏi đó. Hào phóng nhưng mà hào phóng cái kiểu là sẽ dụ vợ hào phóng chung. Không. Giống như là nói chung từ lúc tụi em quen đến khi cưới luôn là ổng không có cái gì lãng mạn với em hết á. Hai đứa có đi du lịch xa hay gì là em kêu đi, cái nói thôi đi rủ bạn này, rủ bạn kia, phải có đông đủ bạn đi mới vui. Còn đi với vợ là không có vui. Có nghĩa là sống vì bạn sao mới tới vợ đó. Đúng là cái kiểu em có hạn chế là không có tạo khoảng không riêng cho vợ. Ví dụ như bây giờ lấy nhau rồi, buổi tối đi làm về xong thì có rủ bạn tới nữa không? Hay là... giờ về vợ cũng làm gì vợ làm, còn ảnh là chỉ có ôm cái laptop chơi FIFA. Chơi đến lúc mà em kêu đi ngủ cũng chưa chịu ngủ, kêu em ngủ trước đi. Tới bây giờ vợ em vẫn còn ghen không? Vẫn còn ghen nhưng mà hiện tại tại vì em quá là trong sạch cho nên là chưa có cái trường hợp. À, trong sạch bây giờ anh hỏi em nè, tới bây giờ chồng em còn bị đồng nghiệp nữ tán tỉnh. Đó. Hoặc là nấu cơm hết rồi. Nhưng mà chồng em thì có lần đó là ảnh đi ăn nhậu đê ở Bạc Ti, thì em nói đi gì đi nhưng mà phải trước 12 giờ đêm mới về. Ảnh ừ em mới cho đi. Thì qua 12 giờ đêm mới về, em bực lên rồi, điên lắm, ngủ không được, chờ về đến nhà dẫn xe vô xong rồi đi lên lầu kêu em dậy, chưa kịp nói gì lấy nguyên đống tiền á quạt cho mặt. Em đi lên em lấy nguyên cái gói em phải thẳng vô mặt. Ủa mà tại sao vậy? Như vậy là vợ em mê tiền lắm đúng không? Mê tiền lắm không? Đúng là em mê tiền lắm. Em nhớ cái tháng đầu tiên là anh Lương về á, đang buồn hỏi gì mà em mới anh Lương đưa ra. Ủa mừng, nói chung là quên hết cả vui, ôm hôn rồi này nọ làm quá lắm. Cái là lúc đó mình về mình biết là giận rồi, cái rồi mình cũng suy nghĩ à đây lãnh lương vợ mình cũng thích tiền lắm, cái đầu mới suy nghĩ cầm tiền á quá đấy. Ý chiêu này hay, chiêu này hay. Ông quạt cho ổng còn đỡ, ổng quạt vô mặt em vậy này, cứ quạt quạt. Ủa mà quạt vô mặt vợ ý ông. Ý là đây lãnh lương có tiền nè, đừng có giận nha. Ý là mày thôi ăn cầm cái gói phan cái bằng cái. Trời ơi. Ủa mà sao vậy? Không trúng thời điểm, lấy tiền cũng để đó thôi, biết đâu làm gì đâu. Thì sáng mai cũng được, không được thì này vô năn nỉ đi, không nói tiếng nào á, cứ cầm tiền quạt. Em ơi, đừng giận em ơi. Không có nói luôn anh. Không có nè, không có nói, cứ cầm quạt quạt. Có nghĩa là quạt, quạt cho hạ hỏa đúng không? Lấy cái chi tiết cho vô kịch được. Được á, được á. À, vợ của em á, ngoài cái lèm ghen lèm bèm còn có thật xấu gì nữa này? Nghiện shopping, nghiện một cách vô tội vạ. Phòng em có cái kệ giày mà 5 tầng ha, chắc cũng phải để được mấy chục đôi mà em chỉ có 2 đôi giày à, mà nó vẫn phải nằm dưới đất. Là không được lên kệ. Nằm dưới đất là ngay tầng trệt luôn á. Với lại vợ em có cái shop online, thấy đi lấy hàng về cho khách, cái rồi ủa sao vợ nó đi giao hàng đi, khách hủy cancel rồi. Bây giờ em mong muốn chồng em có một điều thay đổi thì em muốn điều gì? Quan tâm vợ một chút. Quan tâm đúng không? Dạ. Thế còn Cường muốn vợ mình thay đổi điều gì? Bớt shopping lại. Còn một điều nữa, hy vọng sau chương trình này chắc có tin vui. Bây giờ cũng mong nhiều nhưng mà em nói thì khi nào đến thôi chứ bây giờ đúng đâu rồi. Sao? Thực ra mình đừng có tạo cái áp lực trong dạ, đầu rồi. Mình á thì là cái chuyện nó dễ dàng. Chương trình cũng chỉ mong là tụi em sẽ có tin vui giống như là cái điều mong muốn của chồng em. Cuộc sống của tụi em vẫn lúc nào cũng hạnh phúc, nhiều tiếng cười như bây giờ. Và cái điều mà vợ em mong muốn ở em á, chị nghĩ rằng em cũng cố gắng đáp ứng, tức là quan tâm nhiều hơn chút nữa. Dạ. Tại vì quan tâm nhiều hơn chút nữa thì dễ có em bé hơn. Nghĩa là trước đây quan tâm ít thì bây giờ nhiều hơn chút xíu thì em bé nó mới quan tâm hai người. Anh xin cảm ơn anh chị. Rồi, xin cảm ơn. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và chào toàn thể quý vị đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Yeah. Em tên là Lê Thanh Minh, nghề nghiệp là giám đốc công ty và MC. Dạ. Như vậy gì giống dạc chứ sợ đó. Luôn á. Như vậy là chắc chắn là công ty là tổ chức sự kiện. Dạ, nè đúng không? Dạ. Mà em có thể nói chút xíu về công ty của em đi. Dạ, công ty của em là chuyên cung cấp âm thanh cho mấy cái event khai trương rồi.
Dạ. Là ở đâu em? Dạ ở Bình Dương ạ. Em ở Bình Dương. Có nhiều tiệc tùng là ổng cung cấp hết. Trời ơi, thành phố Bình Dương bây giờ rộng lớn mà hạ tầng cơ sở là số 1 luôn. Chị mới xuống Bình Dương, chị mới xuống 2-3 bữa trước. Ở đây dạ. Thôi, một cái khoảng mà diện tích không bao nhiêu mà có tới 3 cư dân của 3 thành phố khác nhau luôn. Quá dữ luôn. Thành phố Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức. Thành phố Ukraine. Ukraine. Cư dân Ukraine nhưng mà sống tại thành phố Thủ Đức. Dạ. Đó. Minh ơi, năm nay em bao nhiêu tuổi Minh? Dạ em 37 tuổi à. Dạ. Tổ chức sự kiện xong không có MC là ổng nhào lên là MC luôn. Đó. Dạ đúng ạ. Em bao hết luôn. Bao sân luôn. Dạ. Chà, như vậy chắc cô gái này chắc phải xuất thân là một ca sĩ hoặc là diễn viên người mẫu gì đây nè. Mời em giới thiệu về mình. Dạ em xin chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Trần Thị Ánh Tuyết, năm nay 28 tuổi. Sống và làm việc tại Bình Dương. Em là cô giáo mầm non. À cô giáo mầm non. Dạ. Đoán không? Hả? Đoán hả? Chắc lẽ là cái mầm mầm nọ, trường mầm non người ta tổ chức một cái chương trình tổng kết cuối năm. Thế là chạy đôn chạy đáo lên mạng truy tìm những cái nơi mà cung cấp thiết bị, không ra vô tình tìm được một cái ông này, ông kế bên ở bên trường. Thế là ông cung cấp thiết bị làm một cái tổ chức một buổi lễ hoành tráng, sau đó nhìn thấy cô gái đẹp quá ông cô luôn, đúng không? Dạ cái đó là sau này thôi ạ. Sau này cưới thì em mới cung cấp giống như anh Thuận nói. Còn em quen vợ em là đúng trong một bài hát luôn, là trên chuyến xe năm nào xuôi về miền Tây. Rồi không biết cái tình cảm quá đặc biệt luôn là à. Hai người biết nhau trên một chuyến xe. Dạ có nghĩa là trên chuyến xe đó mới biết nhau. Em thấy dễ thương quá em tán luôn từ đó. Rồi bây giờ kể luôn đi đó. Dạ thì cách đây hơn 7 năm là em mua bến xe miền Tây, mua vé về quê nội ở Cần Thơ. Đó. Thì vợ em là sát chách Cần Thơ luôn, Bình Minh, cách nhau một cây cầu Cần Thơ thôi ạ. Thì xui sao mà hai người ngồi gần nhau. Chung ghế luôn. Hơn chứ. Dạ. Hơn sao á. Ngồi gần nhau. Thì nói chung là lúc đầu là ghét em lắm ạ. Tại vì em sao nói vậy? Nhiều quá. Em nói nhiều quá nghe, em ơi, em tên gì vậy? Là Tuyết. Cái nghĩa là không có quen á chị. Tức là dạ. Tại vì em quá là hớp trước cái sắc đẹp của cổ. Thành dạ. Em bị lầy lội mà em không dạ, hợp quá. Tôi lầy lội mà trở thành bị vô duyên. Mặt dạ. Không hề biết. Đúng rồi chị. Đúng không? Bây dạ, giờ em nói đó, cái cảm giác của em lúc đó đi. Nói nhiều mà nói dai nữa rồi. Mà nói mà bất cần coi như là nhìn thấy thái độ người ta. Hơn là sao ông này ông nói nhiều dữ. Cái rảnh đường đi đúng không? Dạ không. Kế bên luôn hả? Kế bên luôn. Trời xui cho em. Cái là xui cho em mà không né được luôn. Hàng ghế luôn. Rồi sao nè. Khó chịu đúng không? Đúng rồi. Sao bằng, mà nói nhiều quá. Bằng mọi giá em phải xin được số điện thoại. Cứ là sau khi xe dừng bến là phải xin số điện thoại. Nó gần cái trạm dừng chân đó. Dạ có cái trạm dừng chân giữa đường á. Dạ xuống thì em coi ngồi chỗ nào ăn trưa đó là em cũng mò thấy mò tiếp. Em ơi anh có thể ăn trưa cùng em không? Anh ngồi kế tỏ thái độ liền. Cái gì vậy cháu nội? Cái gì vậy? Có quen biết gì đâu mà ăn trưa. Cái này nhưng mà rồi sao lúc đó em có ngồi không hay là em ngồi chứ em lì lắm. Em không lì là không có ngày quê là gì có luôn. Nghĩa là từ chối nhưng mà vẫn sẵn vô ngồi luôn. Dạ. Nhưng mà em dân miền Tây mình hay gọi là gì là dê đó không? Đúng rồi, dạ đúng rồi. Dê nhìn ông dê lúc đó dê lắm, nói nhiều mà còn dê nữa mà dê mà dê đạo lộ luôn. Trời ơi. Thấy có đụng tay đụng chân chữ miền Tây là dê đạo lộ. Dê đạo lộ đó, tại vì ngồi kế bên nhau đó. Đúng rồi. Cái kiểu mà xe dằn dằn cái đụng đụng rồi đó. Đúng dạ rồi, không, đúng em ngủ. Em giả bộ ngủ. Chứ em không hề buồn ngủ. Dạ mọi người dựa vô cái là thô ra. Trời ơi. Kỳ hết sức. Rồi bây giờ nè. Ghê thiệt luôn á. Vô ngồi cái chiều tới cái lúc mà tính tiền thì ai trả? Em mới vừa kêu với cơm rang thôi, cái ổng đứng từ xa ổng tìm coi em ngồi ở đâu. Tìm cho bằng được, em mới vừa ăn được nửa dĩa cơm thôi là ổng lại ngồi trước mặt em liền. Xong rồi em không ăn cơm được, tại vì ổng ngồi kế bên mà ổng nói nhiều nữa, em không ăn được, ngại nữa. Ông này sao mà ổng vô duyên mà ổng nói nhiều nữa. Thôi em bỏ luôn dĩa cơm, tính tiền đi ra luôn. Em tính luôn. Em tính luôn. Rồi xong rồi sau chuyến xe đó có xin được số điện thoại không? Dạ được ạ. Lý do sao xin được? Dạ. Lý do sao mà xin được? Nói thôi mà gần xuống xe thì cứ cho số đi. Có gì anh liên lạc, tại vì nhà nội anh cũng gần đây. Cái gì anh qua anh mời cà phê. Mà đúng luôn vừa xuống bến xe vừa thăm nội cái là chạy qua bên đây qua có cái cầu Cần Thơ à. Mời đúng cà phê liền luôn. Ủa sao vậy em? Gần xuống xe là anh nói nhiều lắm. Anh nói mà sao mà xin được cái số điện thoại đó mình thôi mình kệ. Ổng nói nhiều quá cho đại đi. Cho đại đi nói nhiều quá nhức đầu quá thôi mình cho luôn. Cho luôn cái số điện thoại. Em cũng không nghĩ gì đâu, về cũng không trông mong gọi điện hay nhắn tin gì cả. Mà ổng điện miết rồi ổng nhắn tin miết luôn. Nhưng mà thật ra là trong tâm là không muốn cho đúng không? Không muốn cho mà nói nhiều quá, dai nữa. Cho rồi. Cho rồi đúng rồi vậy. Vậy lý do gì mà sau đó ta rủ đi cà phê lại đi? Đó.
lúc đó là học, đang còn học bên Cần Thơ á, là nghỉ trưa, giờ nghỉ trưa là phải lúc đó là ngồi trong quán cà phê đó, rồi nói ừ thôi hẹn ổng ra đây ngồi luôn nói chuyện. Ổng hẹn hay là em hẹn? Hẹn trước rồi, nhưng mà mình nghĩ là mình nghỉ buổi trưa, mình đi học xong buổi trưa, giờ nghỉ trưa đó. Rồi mình thôi kêu thôi em đang ở đây nè, thôi lại đi đó là nói chuyện. Không như lần đầu tiên là hai đứa là đi ăn cơm hay là đi uống cà phê? Uống cà phê thôi ạ. Ai rủ? Em rủ. Mà rủ đi cà phê Thanh Thiên Bạch Nhật hay là đi vô cà phê nó hơi vắng vắng? Dạ cái có này... mấy loại cà phê mà, cà phê giọng nè, cà phê tròi nè. Cần Thơ nó có cái tum. Cái tum, cà phê tum. Cái tum cà phê tum. Dạ cái tum á, thì nó có cái màn sáo. Xuống với vô giọng ai thích xả xuống thì xả. Mà kéo lên thì kéo. Nhưng mà người nào mà tình yêu, tình cảm thì ta kéo hở xuống để nhiều lúc nắm tay đồ bên ngoài không có nhìn. Dạ em mà lại rủ vô đó. Dạ em rủ. Là em đi vô cà phê tum. Cà phê tâm. Mà lần có kéo màn không? Đó. Lần đầu tiên là rủ vợ là đi cà phê tâm. Cà phê tâm. Mà em có biết cái vụ cà phê tâm, cà phê lùm, cà phê tròi không? Ý là chỉ địa điểm thôi, nhưng mà em cũng đi theo, chạy theo sau mà hai xe có nào cái xe. Rồi xong rồi. Tiêu rồi. Xong rồi tiêu rồi. Dắt tự nhiên dắt mình vô trong này. Rồi. Rồi sao? Cái nào cái thôi kệ mình cứ vô, vô đại đi, có sao đâu, mình không làm gì. Nhưng thôi. Mà biết ổng về lắm rồi đó. Mà cũng vô tâm. Mà cũng vô. Mà có vô không? Gọi gọi nghi là có thích em chị. Rồi có kéo màn không? Mà kiểu dối lòng thôi. Thì phải thích thì ta vô thôi. Nhưng mà có kéo màn không? Ổng vô ổng kéo màn hạ hạ nửa phân nữa thôi. Ý là lịch sự thôi. Mình nắm tay nắm đồ sập xuống cái là em về liền luôn á. Phân nửa thôi, cũng biết khôn kéo phân nửa biết khôn á. Rồi sao? Dạ thì vô làm sao? Tức là em cũng phải đi từ từ. Đó em mình phải đánh từ từ vào chứ mà vô chụp tay cái là về liền. Máu cam liền. Đó nên em cũng dò từ từ, em đi hai ngón tay từ từ vậy đó. Kêu nước đồ ra rồi cũng ngồi. Thì cũng kể là nhà quê nội ở đây, quê em ở đây thì quá là tiện rồi. Anh thì cũng chưa có bạn gái rồi thì mình tìm hiểu vậy đó. Từ. Có tự tạo nên những cái bi kịch cuộc đời không? Ví dụ như là anh rất là thiếu tình cảm. Ý vậy luôn vậy. Anh... có luôn. Sao mà chị đúng tìm đen em luôn á. Anh giận như chị đang tự bươn chải tự lập. Đó, có nghĩa là dạ. Tự số ấp mình đó. Dạ tại vì lúc đó em cũng 30 rồi. Dạ nên là em dễ nói lắm, em dễ bịa ra lắm. Để đánh động tình thương. Dạ. Mới đi nghĩa vụ về kia đi quân trong quân đội ra này kia thiếu thốn tình cảm này đó. Đúng không? Trời. Bên này có động lòng không? Nghe phải cũng được. Trời ơi, cứ đi bằng tay mà em nói sao rồi vậy? Rồi sao rồi cái tay có. Có. Đi gì nè. Rồi giờ nắm tới đâu nè? Giờ đâu em thử em làm cái coi coi. Đây. Tới đây thôi. Lúc đầu là cái em nắm vậy. Ừ. Cái cũng giật lại. Giật đó. Cái gì vậy? Có gì đâu, nắm tay thôi mà. Cái má la. Cái gì vậy? Nó má đâu la đây, má không có má đâu đưa đây. Cái đầu em nắm. Nắm luôn. Xong rồi lên tới đây cái giật lại liền. Giật tay nữa. Ờ. Quê vậy. Có nghĩa là tới là có nghĩa là gần tới nách thôi là. Có điện á. Dạ. Nhưng mà sao bữa đó thường á biết không, có những người á là vậy nè, ngồi vậy nè xong là vậy thôi đó, mày để tay mày bê đê quá vậy nè, vậy nè đó, vậy nè đó. Em biết sao không, anh á thì xe hoài y vậy đó, có xe hoài á, anh đi nghỉ vụ về xong là cuộc sống anh nó cứ cô đơn vậy. Có xe hoài đâu, có xe từ có xe lên đó vậy. Sao không búp ba y vậy luôn à. Đó, y vậy luôn đó. Dạ. Nhưng mà là sau đó là về là nhung nhớ đúng không? Không, em chạy mất dép luôn. Chạy luôn. Ủa sao vậy? Luôn, chạy luôn. Ủa sao vậy? Kiểu bị sợ. Sợ. Sợ không phải về đúng không? Dạ, dạ. Đó, xong mà rồi cái... vì lý do nào mà em chinh phục được cô gái này? Có nghĩa là sau đó em thấy bị chạy mất dép mà. Ờ. Rồi về thì xui cho cái là vợ bị mất điện thoại nữa. Sai điện thoại khác. Mà em thì lúc đó em đi show MC cũng đi tỉnh đi đồ nhiều. Em cũng với lại cái này là bây giờ mới nói chứ là sợ lên xấu thì giờ vợ em nó lại quấn em nữa. Có nghĩa là đó em cũng gặp nhiều người gái em cũng hay vậy đó, em có tỏ tình vậy đó. Cái kiểu mà mình si cua vậy đó. Thả. Giúp câu nào chứ cũng không có, mình phải cũng đặt tâm lắm. Nói chung là cũng gọi là mối quan hệ. Tại 30 tuổi là rối rồi. Dạ, cũng rối lắm. Em sợ ế luôn á. Tại bước qua cái đó nó là khó lắm luôn. Có cái mã này mà có cái miệng nữa. Để cho người ta kể. Rồi sao thì cũng em cũng văng là cũng năm ba cô vậy đó. Thì về vợ em mất số điện thoại. Em thì còn, vợ em mất điện thoại là mất luôn số. Thì cũng năm ba cô thì cũng gọi là tìm hiểu mà. Em thấy không ổn này, thấy có bé ở Vĩnh Long là thấy okay, nghiêm túc tại vì không giật lại. Đúng không? Thì thằng khác nó cũng giật lại. Trong đầu em nghĩ vậy. Chứ bây giờ mà mình sấn luôn mà thì thằng khác nó sấn rồi. Đó, em mới suy nghĩ. Đầu điện đấy. Anh Minh nè. Khỏi anh Minh nào nữa chứ. Đúng rồi. Em không quan tâm luôn. Bỏ qua mà đúng không? Bắt đầu lúc đó em chơi chiến thuật thôi, đánh nhanh rút gọn đi, giờ cũng chuẩn bị bước qua. Được rồi. Chuẩn bị bước qua 31 rồi. Đó.
nó thôi giờ mình cưới nhau nha em. Chơi một cái tin nhắn động trời luôn. Trời ơi, nhưng mà em nhận được tin nhắn đó em sốc không à? Sốc, rồi em điện thoại về cho mẹ nữa chứ. Em nói mẹ có người hỏi cưới con kìa. Rồi mẹ nói sao? Nói, ai? Ở đâu trời? Sao đột ngột vậy? Nó ở trên Bình Phước á. Nói, trời ơi, có gặp mặt người ta lần nào chưa? Nói, dạ rồi. Nói, rồi sao? Cái nó thôi mày về đi rồi tính. Rồi lúc đó em bao nhiêu tuổi rồi? Lúc đó mới có 23, 24 à. Con trẻ mà dạ. Đó. Về có kể cho mẹ nghe là đó thì anh dắt không vô tâm. Chưa, giờ lên sóng chắc biết. Không có dám, giờ không biết nè. Rồi khi nào thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Dạ rồi sau tin nhắn đó là đúng 3 tháng là cưới luôn ạ. Nhưng mà trong lúc yêu á, anh ấy có nói nhiều như trước đây không? Vẫn có lãng mạn không? Vẫn còn nói nhiều, lãng mạn thì có. Nhưng mà em bắt đầu cảm thấy thích ảnh từ lúc nào? Mến mến nó hết sợ rồi đó. Dạ. Là từ lúc nào? Cách nói chuyện qua điện thoại cũng nghe cũng tâm lý. Nó hỏi thăm rồi ăn sáng ăn trưa thường xuyên vậy đó. Dạ. Thấy cũng thấy cảm thấy gần gũi. Dạ. Rồi cái lúc mà anh nói là anh xin cưới em làm vợ đó. Dạ. Là trong đầu em là em có nghĩ là em sẽ làm vợ anh không? Lúc đó em cũng muốn định lập gia đình rồi. Mà vì người miền Tây mà người ta cũng mê tín dị đoan lắm, em cũng đi coi bói đấy chứ. Em mới nói em mới coi tuổi ảnh với coi tuổi em, cái thời thấy hai tuổi này cũng hợp, thôi giờ mình yêu ổng cũng 50%, thôi giờ 50% còn lại để mình tin vào cái tuổi tác sau này mình còn vun đắp thêm. Tại em tuổi Sửu, vợ em tuổi Dậu, là nằm trong tam hạp. Bao lâu thì em mới hỏi cưới luôn? Dạ có nghĩa là cái nhắn tin đó là sau 3 tháng là em qua dạm ngõ đám hỏi đám cưới luôn. Là có nghĩa là dạm ngõ với đám cưới là gần nhau đúng không? Dạ gần nhau. Ok, ngồi lên chút xíu. Chùi răng. Em bị răng ấy. Son á, son. Lên. Lên đi cưng. Lên nào. Vui quá, mình vui quá. Giọng này giọng lên. Lên em si tiệt cười chết luôn á. Dạ. Lê Nam á, kiểu của em giống Lê Nam á. Em có biết anh Lê Nam? Dạ biết. Em là học trò của anh Khang, cũng mới quay cái số Bà Chồng Son vừa rồi. Nguyễn Khang. Khang dancer á. Dạ. Rồi tiếp tục. Rồi như vậy là coi như là 3 tháng. Sau 3 tháng sau một 3 quý tháng. Một thôi là coi như cưới luôn đó. Dạ đưa nàng về dinh luôn. Mà làm đủ lễ nghĩa đủ hết. Lễ luôn, 3 lễ luôn. Rồi nhưng mà là chắc chắn là trong 3 tháng đó là các bạn là giữ cho nhau cho đến cái đêm giá trị rồi. Đúng không? Dạ. Giữ tới đêm tân hôn luôn. Dạ. Lúc mới yêu người ta thì dắt vô tâm vô tròi. Mà tới chừng người ta đồng ý rồi á là tại sao không tới luôn mà là tại vì em nghĩ bây giờ cũng sắp cưới rồi để cho nó đem tân hôn cho nó tưng bừng. Dạ. Đêm đó có tưng bừng pháo hoa không? Dạ tưng bừng luôn. Em nói là đêm đó em không ngủ luôn mà. nhưng mà vợ em có ngỡ ngàng không? Dạ vợ em có em cảm giác gì vui nữa. Vui hả? Vui hả? Cảm giác vui à? Mà ổng vui không? Ổng vô không có nói nữa không em? Đi tân hôn có nói không? Ăn nhiều thứ ngon lắm để chuẩn bị mà. Dạ. Rồi còn nói nhiều không? Đêm tân hôn có nói nhiều. Lúc ấy chỉ có im lặng thôi. Không, cái buổi tối thì không nói anh Thuận. Cái buổi tối thì không nói. Cái buổi mà tắt đèn là không nói. Là chỉ làm việc thôi. Ừ. Dạ. Còn tới giờ này thì em sáng đèn là bắt đầu nói. Dạ. Đúng rồi. Đúng là tới giờ phút này vợ em nó cũng mong muốn em ở nhà nói ít lại thôi. Kêu em là đàn bà luôn á. Phải nói nhiều. Dạ đúng rồi. Nhưng mà ổng nói là ổng nói vui hay là ổng nói mà mình cảm thấy bị phiền phức á, bị cạm ràm á, nói nó có nhiều cách nói nha. Cảm thấy phiền phức, cạm ràm. Dạ. Cạm ràm vợ hả? Dạ. Thôi cái đó để bây giờ sẵn cho kể luôn đi. Kể luôn tật xấu đi. Xong rồi, em kể tật xấu luôn đi em. Kể con Minh xấu sao nè. Nói nhiều nè, kỹ tính, sạch sẽ. Nói chung là thí dụ như cái vấn đề sạch sẽ là sao? Ví dụ là tật xấu ta. Có từ ngày mà có con á là nhà cửa phải sạch sẽ, hút thuốc thì phải ra ngoài sân. Còn mới là ở chỗ nào mà đông người mà có thuốc hút hay là khói bụi gì đó là đưa con vô nhà liền. Rồi đi rước con đi học về á là trước khi rước là phải lau nhà. Quá tốt. Đó, lau sạch mà sẽ. Mà ai lau? Ai là người? Ảnh lau. Nhiều khi về quê chơi Tết á, về quê ở Vĩnh Long á là người ta ăn nhậu đúng không? Ảnh không có đâu. Dọn dẹp lau nhà, mẹ vợ thấy mẹ vợ thương lắm. Một ngày có thể lau 3-4 lần luôn á. Tại vì có con nhỏ mà. Có con em. Dạ, thì em giải thích tại sao mà chị Vân hỏi mà tại sao mà kỹ tính mà là tật xấu. Kỹ tính nhưng mà em nói nhiều. Nói trời ơi con không được cho coi điện thoại. Ngủ nó phải để điện thoại xa con ra nó sống rồi nó hại. Rồi bụi bặm đồ nói chung là em như con nói chung con nít đó cái phổi nó yếu. Đó, em về nhà vợ em mà người như ông ngoại đi là ba vợ em á hút thuốc phải ra ngoài sân. Nhiều lúc ba vợ em bị bực chứ bộ. Nói nhà tao mà. Nhưng mà là cái lần đầu tiên mà em mời nhạc phụ em ra ngoài sân hút thuốc á
Là em nói sao mà để ông đi không? À, nói ba ơi, có con nhỏ, có em con của con nó phổi nó nhỏ lắm, nó bị ho, nên là ba đã sang cấp cứu. Cũng bực lắm. Nhưng mà vì sức khỏe của cháu mà. Cháu. Dạ, cũng thành thói quen á. Ba em cũng thành thói quen ra ngoài. Rồi sao nữa? Có ghen tuông rồi có không? Tuyệt đó là em không ghen nha. Không không, ổng 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 á, đang kể thật xấu ổng nha. Hay về về lắm, đi đi tới có chương trình nào mà có ca sĩ hay là cái cô DJ nào mà đẹp đẹp là em chụp hình em, mà trong khi có vợ mình đi theo nữa. Mình em cũng bình thường không sao hết. Kêu em là phải chụp hình cho ảnh với lại mấy cô đó nữa đó. Đó. Thì đồng nghiệp, đồng nghiệp bình thường mà chị. Dạ. Nhưng mà ổng thì ổng có ghen với em không? Ghen dữ dằn lắm. Dữ dằn. Ủa dạ. Nhưng mà em đi dạy thôi mà. Dạ. Em chỉ gặp phụ huynh thôi. Không lẽ ghen với học sinh? Mà mầm non. Thì bởi vậy không, em mới nói đó. Em ghen với phụ huynh của học sinh. Đó. Nghĩ sao mà thời buổi bây giờ mà đi rước con thì mẹ đi rước đi. Bố đi rước không à? Ê, đụng chạm nghe. Đụng chạm nặng luôn đó. Đó. Tôi là cởi cái sơ mi này ra là về là đi rước con tôi không đó. Đó. Mấy ông bố kỳ thiệt, để mẹ đi rước đi. Bố đi rước không à? Không rước hay. Ở đầu đứng mình nói ủa, tại em con em cũng học chung trường đó luôn. Con em mấy mấy tháng rồi? Con dạ, em ba ba tuổi. Ba tuổi. Dạ. Cái vô kiểu mà đứng đồ nói chuyện con, với cô hả? Nói cứ nói như là phụ huynh á, trao đổi với dạ, cô trao đổi chứ. Là con nó sao sao á thì em ghen. Em ghen. Vô gì tiếp em ra ghen sao? Tôi ghen ghen, ghen có cái biểu hiện mặt mũi mình sao? Cái thái độ là trừ mắt em thôi. Rồi về là em im luôn. Tại vì vợ em mà nó biết em giận dễ lắm. Tại vì em không giận là em nói. Đúng. Mà em im, giận là im. Là em im là nó ủa gì vậy? Sao vậy? Sao vậy? Tại vì em im lại em giận mắt, giống như đang phụ huynh mà đang nói chuyện là đứng từ ngoài xa, đứng sau lưng dạ. Ông phụ huynh, đứng phía sau lưng ông phụ huynh nha, nhìn vợ. Đúng rồi, một cái một. Đúng rồi, đã đúng rồi. Dạ. Vậy hả? Mà không biết là cái còn nhiều vậy nó ít thôi chứ. Còn về quê á, về quê em nhiều khi em xách xem đi chợ cũng không cho đi. Đi chợ mua đồ ăn cũng không cho. Anh đi sợ mấy ông bán thịt heo á. Dạ, giống như là thả hổ, thả hổ về rừng vậy đó. Sợ đi lung tung. Ghen dữ vậy ông? Em không biết luôn, mà mặc dù là mình xong rồi mình nói ủa có gì đâu ghen ta. Ừ. Nhưng mà ví dụ bây giờ luôn nè, tí nữa ra ngoài ví dụ mấy anh quay phim mà đứng gần vợ em cái là em lên liền luôn á. Ghen nữa. Đó. Kỳ em không biết là cái máu. Nó là cái máu hay sao á, mặc dù là em đi với mấy dancer DJ rồi nhiều lúc ca sĩ đâu thì cũng gặp kè chụp hình thì cũng bình thường. Mà vợ em nó cũng nghĩ bình thường nhưng mà em thì lại ghen. Em không hiểu cái đó là ăn vô máu à. Thôi gì đi em máu là ghen bệnh rồi, cái đó ghen bị bệnh á. Thôi kể từ giờ chắc nói chuyện không dám nhìn mặt vợ. Đúng em rồi, nhìn mặt vợ em mất công nó nhìn mình bằng đôi mắt mang hình viên đạn. Mình đi hoặc là nhìn chị nè đó. em ơi em mà không biết sao, không biết cái này có thuốc chữa không nè, cái có thuốc gì không chứ mà em ghen quá, nhiều lúc em cũng bị mệt chứ chị. Ghen là bị cái máu rồi đúng không? Dạ bị mệt nhưng mà đó giờ em có bắt gặp cái trận nào không mà dạ không. Thì vợ em đâu có gì đâu, nhưng mà ý là cái ghen vu vơ phong long là ghen tưởng tượng em, thì ghen trong tâm trí á. Thì bữa đó là em nhớ em đi show về 12 giờ đêm rồi, về nhà cũng mệt, về không thấy vợ đâu hết. Alo, đang đâu vậy? Gằn giọng quýnh liền, quýnh quán liền. Em đang đi làm đẹp spa mà cái bà chủ đó bà điện ngược cho em, chị xin lỗi em, dạ vậy chị làm trễ quá, mấy cái công đoạn này trễ quá là quýnh quán hết trơn. Nói là không giữ vợ, từ lúc cưới tới giờ là chưa có đi qua khoảng 10 giờ. Bữa đó làm tới 12 giờ đêm. Trời sợ quá rồi. Quạo quọ đúng không? Quạo quọ. Ông đi về ông thấy em đâu sợ xe cộ, đứng xe cộ thứ hai mới đi không, chơi. Không, trong đầu nghĩ, trong đầu nhảy số vậy, tưởng đi với thằng nào. Đó. Không thiệt. Cái đó là thật sự luôn. Em điện là đang đâu? Dữ dằn lắm. Trời đầu là, đầu nhắn tin liền em đang spa để kiểu làm chạy một phát một luôn. Chưa thay đổi là chết. Đứng bên ngoài. Coi thấy coi có cái xe đó không? Em nhắn tin liền đó, anh ơi đừng có vô nghe, đừng có la um sùm nha, em xin lỗi liên tục luôn. Má này cũng sợ ổng. Sợ, sợ cái miệng. Nào giờ đâu có đi qua đêm vậy đâu, đi tới khuya vậy đâu. Chứ lại sợ bị la nữa. Ê, mình anh nói thiệt, đó giờ là em có chửi lộn với tao không mình? Chửi bên ngoài á. Chửi với bên. Lộn á, gây lộn với phụ nữ, lộn với con trai đồ á. À, em nghĩ là cũng không gây lộn, nhưng mà cứ như trong công việc mà có gì đó thì cũng có tranh luận cũng quyết liệt. Biết sao nổi gì không, cái giọng của em nó nói chung là nó chèn bẹt à, nó hay lắm. Em gây lộn với ai không ai gây lợi em đâu. Đó, dạ. Dạ, anh Út Thuận còn nói như vậy mà chết em luôn. Rồi giờ còn đằng sáu gì nữa không hả? Còn đằng sáu gì nữa không cô giáo? Dạ không, có nhiều thôi đâu. Dạ. Hết rồi phải không? Dạ dạ. Ghen thôi, ghen bệnh. Dạ dạ đúng rồi. Ghen bệnh rồi quá sạch sẽ. Dạ. Lèm bèm. Dạ đúng rồi. Rồi còn bà có tật xấu gì không cưng? Tật xấu là cái này không biết là tật xấu hay là bệnh luôn nha. Mình đó bây giờ mà em phải khui chứ. Nghĩa quyền là lợi của mình mà. Em tại sao em lèm bèm nè? Có nghĩa là em nói cái đó rồi
một lần, hai lần, ba lần, 10 lần luôn, không thay đổi. Mà cái việc nhỏ đó, ví dụ như cho con coi điện thoại ít thôi, thằng con em bây giờ nó xài điện thoại gì đâu mà mới, nó xài từ năm 1 tuổi mấy đó, giờ 3 tuổi lại xài, nó tự lướt tự coi TikTok rành. Dạ đó, thì tại vì em có đọc tin tức thì em nói là xài thì con nít xài điện thoại nhiều thì nó sẽ không có tốt. Nhưng mà cứ để đi làm về là thấy mẹ không máy còn mày. Đó, rồi những cái nhỏ nhặt ví dụ như là lau nhà đồ cho nó sạch sẽ đồ để cho con cái có sức khỏe thì vậy đó. Đó là mặc dù là em nhắc 1-2-3 lần mà vẫn không nhớ. Không biết là này có bị mất trí nhớ là sao hay là ý là cố tình, ý là cố tình chống đối. Đó. Có nghe không phải im lặng là đồng ý, mà im lặng mày tao không làm mày làm gì tao. Đó, em vậy mới thắc mắc như vậy thôi. Im lặng trong sự chống đối. Dạ. Thì rồi. Có như vậy là không có chú tâm vô những cái lời mà chồng nói đó, chồng đúng không? Cho nên là chồng nổi điên, chồng lèm bèm tiếp. Dạ. Luôn. Có khi nào mà em nói mà nó không đúng thời điểm không? Cho nên bà mới bực. Dạ, có những lúc thì cũng không đúng thời điểm, ví dụ như vợ đi làm về mệt. Ví dụ vậy, nhưng mà cũng có những lúc là đang thông thả, cũng đang bấm điện thoại. Thì nói cũng vậy thôi chứ không có sửa. Có nghĩa là hiện giờ chồng, vợ của em đang bị bệnh ghiền điện thoại đúng không? Bị ghiền dạ, điện thoại. Dạ, bị ghiền điện thoại. Vậy là bấm điện thoại suốt. Dạ. Thì nói chung là cái này là cũng có một phần là ngoài làm giáo viên thì bán online rồi đó. Thì cũng có, nhưng mà em nói hạn chế thôi, bán cho vui thôi cũng được. Tại vì kinh tế thì cũng không phải là mình phải để làm những việc đó. Em còn cấm luôn mà, em nói vợ em cũng thích là vui rồi vậy đó. Mấy phụ huynh đồ tán may đặt hàng rồi đó, cứ cầm điện thoại miết. Tại muốn thôi để lo cho con. Dạ. Rồi còn gì nữa nè, hai chồng hôm nay ba mấy rồi đúng không? 30... Em 37. 37 rồi, dạ. Rồi dạ. Có định thêm đứa nữa không? Dạ cái này mấy cái này thì vợ em mấy bữa nay luôn, trong khoảng tháng nay á, tối đi ngủ rồi tắt đèn hết rồi, anh ơi cho em nhát, cho em nhát nữa. Cái gì bây giờ Mẫn nó mới có ba, chưa được 3 tuổi, gần 3 tuổi thôi, có nghĩa là với lại là vợ em là đẻ mổ là phải sáu ba năm thì nó mới có sức khỏe, với lại là mình phải cho con mình nó lớn tí xíu nữa nó mới ổn định. Là giờ em đang muốn con đứa nữa hả? Tại vì tuổi cũng bị hợp tuổi luôn, tại năm nay năm Sửu. Đó, cứ năn nỉ hoài luôn. Mà em sao? Em không nói thôi ngủ đi em. Tại sao vậy? Thì nãy em phân tích là em chưa muốn có thêm đứa nữa. Không, thì cái chuyện có con là một chuyện, còn cái chuyện mà nhà nhắc này nhắc nọ lại là một chuyện khác. Dạ, nhiều lúc sợ lỡ cái nó không kế hoạch được, cái nó dính luôn là khổ. Trời, rồi em bắt vợ em coi như là dạ. Ở không nhịn đói vậy đó hả? Nhịn đói luôn. Trời, nó nghĩa trong 3 năm nay. Dạ không, có nghĩa là cũng như mà kế hoạch anh. À. Dạ. Chứ tưởng đâu cho nhịn đói 3 năm là mà. Em chưa thấy ai mà phụ nữ mà mặc dày vậy. Em nói thiệt luôn. Gì đâu mà anh ơi, đứa nữa đi anh. Đứa nữa đi anh. Ta thèm luôn á. Ta thèm có con mà. Dạ. Đúng không? Mà phải mới mổ cách đây mấy 3 năm thôi, có phải ít nhất phải 5 năm. Không, thầy, 2 năm là có thể có con được rồi. Dạ. Nghe. Dạ. Nghe, 2 năm là có con được rồi. Rồi. Vậy được xong thì... này anh cho em đứa nha. Anh thử nói 2 năm là anh yên tâm rồi đó. Cảm ơn anh nói nhỏ. Dạ. Nhưng mà bây giờ phải làm liền đi. Dạ. Chứ không là nó qua tới năm sau đó. Ý, bây giờ là qua năm sau rồi. Là năm Sửu, đó là năm nay mà. Năm Sửu. Năm nay. Nhưng mà bây giờ mà có là năm sau mới đẻ. Không, nếu bây giờ có liền là nguyên con luôn. Ừ. Bây giờ là mới tháng Giêng. Em sao vậy? Bây giờ mới tháng Giêng à. Rồi rồi, đúng rồi. Nguyên con trâu luôn. Đêm nay tranh thủ luôn em ơi. Dạ. Rồi bây giờ mong muốn vợ mình thay đổi điều gì nè? Dạ, mong muốn là em là sau này anh nói cái gì á là chú tâm dùm cái note lại, ghi lại và note sửa lại. Một lần hai lần là phải sửa. Để cho mà anh nói thì anh chỉ là nói những cái đúng thôi, chủ yếu là cho con đồ nó phát triển. Đó là phải nghe, ví dụ đồ đạc trong nhà để cái gì là phải nhớ mình để ở đâu. Để xong hỏi em ơi cái đó đâu, không có hay nhớ quên. Luôn đó. Đó là hay quên đó. Dạ. Cái tật dạ. Là tật hay quên dạ, nữa dạ. Đó cũng là một tật xấu á. Dạ, dạ. À, mong muốn là em là phải chú tâm những cái đó, xong chương trình này về coi đi coi lại và nhớ những lời anh nói. Rồi nha em yêu. Rồi tới em yêu đó là mong muốn ảnh đó là ăn uống điều độ vô, hay bỏ bữa, ví dụ nhận sự kiện nhận chủ gì tới nơi là lo làm không lo ăn. Người hay uống những lon nước ngọt rồi đó, hay uống không mà uống cà phê lại uống nước ngọt là thay bữa cơm sáng. Ồ, là dạ, thay cơm bằng nước đó. Nguy hiểm nha. Dạ. Bỏ bữa với lại nóng tánh, nói nhiều thôi à. Có nghĩa là bỏ ba cái đó. Dạ.
bớt nói nhiều hay là bỏ luôn? Em muốn anh bớt nói nhiều thì em phải chú tâm những gì anh nói, là bảo đảm luôn anh không nói nhiều nữa. Đừng có nói chuyện với phụ huynh nam nữa. Là không nói nhiều. Bị bệnh. Không được rồi, phải đi kiếm một cái thuốc nào đó đừng mà thay đổi cái suy nghĩ của em. Thực sự em thấy em ghen em mệt không? Mệt quá, mệt mệt lắm luôn chứ đâu nè, ghen mà... cái đầu nó quay nó không làm ăn được luôn á. Mà chị nói thêm nữa nè, tự nhiên mình ghen á, tự nhiên level mình bị thấp. Dạ. Thiệt luôn, tự tại nhiên mình thấy tự nhiên sao vậy trời, sao mình cứ dưới kèo hoài vậy, mà chị phải ghen. Tại vì vợ em nhỏ em tới 8 tuổi lận đó, nên là sợ hả? Sợ. Không hề, chị nói em á, bây giờ hả, những cái chuyện mà chứ là hơn một giáp hay hơn hai giáp là chuyện rất là bình thường. Mà xu thế là mấy cái cô gái á, mà có chồng lớn hơn tuổi á, là nếu mà biết đúng đường á, là mê chết luôn, mê chồng á. Dạ. Mê, mà không những là mê mà còn thần tượng chồng mình nữa. Dạ. Em hiểu không, chứ mắc mới vậy em phải ghen. Trời ơi, em kèo trên mà sao phải ghen trời. Dạ cha, xong chương trình này phải về nhớ lại những gì nhớ chị nhà, hôm là ngày em tin chị đi. Chị dạ. Nói chị nói nghiêm túc, tại vì tự nhiên ghen á, tự nhiên thấy người mình nó bị hạ xuống. Dạ. Ví dụ như ghen, ví dụ đi, chị nói ví dụ ghen ai mà không có. Dạ. Yêu là phải ghen. Dạ. Nhưng mà mình phải biết giấu tất cả những đó, mình trong showbiz mà. Dạ. Mình phải giấu lại chứ, để dạ. Mà cái tư thế mình nó khác chứ. Đúng dạ. Rồi. Trời ơi, chứ tự nhiên. Xong tự này nhiên... về em lật kèo lại. Lật kèo lại chứ không chị. Ghen nữa. Lật kèo lại. Đi đi em. Chà. Thoải mái đi. Cho một đứa nhỏ, cho một thằng con trai con gái rồi. Trai rồi. Trai rồi. Một thêm đứa con gái nằm sủ cho tôi. Trời dạ. Ơi, hiểu không? Là nhốt chân ở nhà luôn. Dạ. Dạ. Hết chuyện bây giờ. Mong muốn vợ mình đừng nói chuyện với phụ huynh nam nữa. Trời ơi, là mất công trường người ta mất xã hội đó. Thì dạ. Thì phụ huynh nữ đi đứa con rồi. Thôi, sao được, mỗi nhà nữa. Mỗi cảnh mà nhà ông nội này nè, có bao giờ mà xả đi đứa con đâu. Dạ. Ông nội này ông đi. Không vậy đi. Là anh. Tôi anh... là tôi rảnh là tôi đi đứa con. À, nhưng mà chị bật mí cho em một điều nghe. Những cái ông mà đàn ông mà đi rước con thường là những người rất thương vợ và rất thương con. Ừ. À em để ý giùm chị cái đó nghe. Dạ. Chi tiết đó. Cho nên em yên tâm là người ta không có bị gọi là say nắng một người dạ. Nào khác đâu. Bởi vì phải thực sự thương vợ thương con người ta mới nhận lãnh cái trách nhiệm đó. Dạ. Đó, đó. Là, đây. Điển hình là anh Quốc Thuận. Ừ. Đúng dạ. Chính xác luôn. Tôi khẳng định luôn, tôi chưa bao giờ tôi ghen với vợ tôi một cái gì cả. Dạ. Sống rất là vui vẻ nghe. Rồi sống an nhàn lắm, thảnh thơi nữa nha. Vậy cũng nhờ chương trình Vợ Chồng Son về cũng em sẽ thay đổi tư duy lại. Thay đổi nha, nhớ và nha. Và chúc cho hai em dạ. Luôn vui vẻ nha. Dạ. Và cuối năm nay có một con trâu vàng xuất hiện. Là dạ. Sinh nhật. À, trâu nữ. À. Trâu vàng. Và trâu hôm nữ. Nay cái ngày cũng đặc biệt luôn là ngày quay hôm nay là ngày sinh nhật của vợ em luôn. Hành động đi. Happy birthday. Vậy là tối nay luôn nha. Hứa. Dạ. Nào, tối nay đó, tặng một con người. Dạ. Nhớ nghe. Hành nhớ động nghe. Đi em. Hành em okay. Có cái gì đặc biệt để mà bày tỏ với vợ không? Nhân dạ em thì xưa giờ em hay làm bất ngờ không à. Nghĩa là sinh nhật 28 tháng 3, 14 tháng 2 là từ lúc cưới đến giờ luôn là em nhiều lúc đang dạy trong trường á, buổi trưa luôn. Em. Gì vậy đang như vậy? Đầu ra tặng quà. À. Bây giờ hôm nay. Ngày hôm nay em cũng đó, đứng lên đi. Có luôn. Wow, trời ơi. Nặng happy ký luôn á. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yeah. Chúc mừng sinh nhật em. Trời ơi, gánh tị quá. Nhẫn đẹp quá à Bin. Đẹp quá. Trời ơi, chúc hai đứa hạnh phúc nghe. Rồi. Tới này nha. Dạ, tới này ạ. À. Tròn nét nha. Dạ. Rồi, happy birthday dạ, em dạ, nghe. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn hai em. Sau đây là đi kiếm Yến ăn vô lấy dưỡng sức chứ tối nay là dễ sợ lắm á. Rồi, dạ. Chút nữa chúng ta gặp lại nhau dạ. Nghe. Rồi, chào xin em. Chào. Dạ.